Dưới đây là những lời khuyên dạy của Ngài Achancha đến một nhóm thiền sinh tu sĩ vừa mới xuất gia tỳ khu giữa mùa an cư kiết hạ năm 1978 sau khi đọc kinh buổi chiều. Đọc cái tâm thiên nhiên. Đường lối thực hành của chúng ta là tận tượng nhìn sự vật và thấy sự vật rành mạch rõ ràng. Chúng ta kiên trì, cố gắng và điều đặn chuyên cần, nhưng không hấp tấp vội vàng, cũng không quá lơ đễnh buông lơi để bê trễ. Đây là vấn đề tuần tự dò giảm lối đi và dần dần góp nhặt gom chung lại. Tuy nhiên mọi tập trung này đều hướng về một cái gì? Pháp hành của chúng ta có một mục tiêu. Đối với phần đông chúng ta, lúc bắt đầu hành thiền thì không có gì khác ngoài lòng mong muốn. Chúng ta khởi sự hành thiền vì ham muốn. Vào giai đoạn này, tâm ham muốn của chúng ta là ham muốn một cách sai lầm. Đó là si mê, là ham muốn ảo huyền, là lòng ham muốn pha lẫn với tà kiến. Nếu ham muốn không lẫn lộn với tà kiến, như thế đó thì ta nói là ham muốn với trí tuệ, bảnh nhã. Danh từ bảnh nhã này phiên âm là bát nhã, có nhiều ý nghĩa khác nhau, từ kiến thức thông thường đến sự hiểu biết sâu sắc, chí đến tuệ minh sát, thấu triệt thâm sâu vào chân lý, thấm ma giáo pháp. Mặc dầu có thể được dùng trong nhiều ý nghĩa khác nhau, nhưng danh từ này luôn luôn hàm xúc sự thấu triệt chân lý ngày càng thâm sâu, dần đến tột đỉnh là tuệ minh sát và giác ngộ. Ham muốn với trí tuệ thì không phải là si mê, đây là ham muốn với chánh kiến. Trong trường hợp này ta nói rằng được vậy là nhờ ba la mật, nói cách khác là do thiện nghiệp tích trữ từ trong quá khứ. Dẫu sao không phải là trường hợp của tất cả mọi người. Vài người không muốn có tâm ham muốn, hoặc họ muốn có tâm không ham muốn, bởi vì họ nghĩ rằng pháp hành của chúng ta nhằm chấm dứt ham muốn. Tuy nhiên nếu không ham muốn, nếu không có ý muốn hành, ắt không thực hành. Chúng ta có thể tự mình nhận thấy là điều này. Đức Phật và tất cả các vị đệ tử của Ngài hành thiền để chấm dứt ô nhiễm. Chúng ta phải muốn hành thiền và phải muốn chấm dứt ô nhiễm. Chúng ta phải muốn có tâm an lạc thanh bình và phải muốn không vọng động. Tuy nhiên, nếu tâm ham muốn này mà lẫn lộn với tà kiến thì nó chỉ đem lại cho ta nhiều khó khăn phiền phức hơn. Nếu thành thật với chính mình, ta sẽ nhận thức rằng chúng ta thật sự không hiểu biết gì cả, hoặc những gì ta hiểu không mang lại hậu quả tốt đẹp nào, vì chúng ta không thể sử dụng nó một cách thích nghi. Tất cả mọi người, kể cả Đức Phật, đều bắt đầu như thế ấy, với lòng muốn hành thiện, muốn có tâm thanh bình an lạc, muốn tâm không bị vọng động và đau khổ. Hai loại ham muốn kể sau có giá trị y hệt bằng nhau. Nếu không hiểu biết đúng mức thì cả hai, muốn tâm không bị vọng động và muốn không đau khổ, đều là ô nhiễm. Đó là ham muốn điên cuồng, ham muốn không có trí tuệ. Trong pháp hành của chúng ta, ta nhìn thấy tâm ham muốn này là hoặc lợi dưỡng buông trôi theo dục lạc, hoặc khổ hạnh khắc kỷ ép sát. Chính Đức Phật, Đức Bổn Sư của chúng ta cũng đã bị dính kẹt trong tình trạng xung đột này. Ngài hành theo nhiều phương pháp khác nhau, nhưng rốt cuộc rồi cũng rơi vào hai cực đoan này. Ngày nay chúng ta cũng rơi vào tình trạng giống y hệt như vậy. Ta vẫn còn bị cặp đôi này chi phối và vẫn còn tiếp tục tách rời xa lìa con đường. Dầu sao,
Đó là phương cách mà ta phải bắt đầu. Ta phải bắt đầu như những chúng sanh phàm tục, những chúng sanh có nhiều ô nhiễm, những chúng sanh ham muốn mà không có trí tuệ, ham muốn mà không có chánh kiến. Nếu chúng ta không hiểu biết thích nghi thì cả hai loại ham muốn này sẽ chống lại ta. Dẫu muốn hay không muốn, đó vẫn là ái dục tanha. Nếu thông suốt hai điểm này, ta sẽ không biết phải làm cách nào để đối phó với chúng khi nó phát sinh. Chúng ta sẽ cảm thấy rằng tiến tới là sai lầm, thối lui cũng sai lầm, mà ta không thể dừng lại. Làm bất luận gì rồi ta chỉ thấy rằng vẫn còn ham muốn thêm nữa. Đó là vì kém trí tuệ và còn ái dục. Chính ở ngay tại đây, với ý muốn và ý không muốn, ta có thể thấu hiểu giáo pháp. Giáo pháp mà chúng ta đang mong tìm hiện ở ngay tại đây, nhưng ta không trông thấy. Chúng ta lại cố gắng chấm dứt lòng ham muốn. Chúng ta muốn sự vật phải như thế này và không phải như thế nào khác. Hoặc chúng ta muốn sự vật không phải như thế này mà phải như thế nào khác. Đúng ra hai điều này cũng là một, chúng là hai thành phần của một cặp. Có lẽ chúng ta không nhận thức rằng Đức Phật và tất cả những vị đệ tử của Ngài đều có loại ham muốn này. Nhưng Đức Phật thông suốt vấn đề muốn và không muốn. Ngài tận tường thấu triệt rằng nó chỉ giản dị là sinh hoạt của tâm, và những sinh hoạt tâm linh tương tự chỉ phát sanh trong chốt nhoáng rồi tan biến. Những loại ham muốn như vậy luôn luôn liên tục tiếp diễn. Khi có trí tuệ thì ta biết nó là vậy và không tự mình đồng hóa với nó. Trong thực tế, nó chỉ là sinh hoạt của cái tâm thiên nhiên. Khi nhìn nó tận tường, ta trông thấy rành mạch, rõ ràng nó là vậy. Trí tuệ phát sanh do kinh nghiệm hằng ngày. Như vậy, chính tại nơi đây mà pháp hành quán niệm dẫn chúng ta đến trí tuệ minh mẫn. Hãy lấy thí dụ anh thợ chài kéo lên một con cá to trong lưới. Quý sư nghĩ thế nào về cảm giác của anh ta trong khi kéo chài lên? Sợ làm sảy một con cá to, anh ta lính quýnh hối hả chiến đấu với cái chài, vội vàng chụp nhanh lấy đầu lưới và ráng sức kéo lên. Nhưng cá đã vượt thoát ra khỏi lưới trước khi anh hay biết. Anh đã cố gắng quá sức. Vào những ngày xa xưa, người ta cũng nói như vậy. Vào thời ấy, người thợ chài được dạy là phải từ từ kéo lưới lên và cẩn thận gom túm cái chài lại mà không để mất cá. Pháp hành của chúng ta cũng cùng thế ấy. Chúng ta từ từ dọ dẫm đường lối và thận trọng góp nhặt, gom chung lại mà không để mất mát. Đôi khi chúng ta không cố tâm làm như vậy. Có thể chúng ta không muốn nhìn, hoặc có thể chúng ta không muốn biết, nhưng vẫn tiếp tục làm như vậy. Chúng ta tiếp tục muốn như vậy. Pháp thực hành phải như thế này. Nếu chúng ta cảm nghe thích hành thiền, hãy cứ hành. Nếu cảm nghe không thích, vẫn cứ hành y như vậy. Chúng ta chỉ tiếp tục hành thiền. Nếu chúng ta thực hành một cách nhiệt thành, oai lực của đức tin sẽ cho ta đầy đủ khả năng để thực hiện điều mong muốn. Nhưng vào giai đoạn này, chúng ta chưa có trí tuệ. Mặc dầu tinh tấn chuyên cần, chúng ta không thọ hưởng được bao nhiêu lợi ích của pháp hành. Ta có thể tiếp tục thực hành như vậy trong một thời gian lâu dài, rồi một cảm nghĩ sẽ phát sanh rằng ta không tìm ra con đường. Ta có thể cảm nghe mình không thể tìm được an lạc và thanh bình, hoặc ta không được trang bị đầy đủ để thực hành. Hoặc nữa, ta có thể cảm nghe con đường quá xa xôi, quá viển vông, không thể tìm ra, rồi ta bỏ cuộc. Đến mức này, chúng ta phải hết sức thận trọng, phải tận lực vận dụng đức hạnh nhẫn nhục chuyên cần và kiên trì chịu đựng.
cũng chỉ như kéo lên một con cá to trong lưới, phải từ từ dò dẫm đường lối. Chúng ta thận trọng túm con cá lại trong lưới và dần dần kéo lên. Cuộc chiến đấu sẽ không quá khó khăn. Chúng ta không dừng tay mà nhẹ nhẹ kéo lưới lên một cách liên tục. Như thế ấy, sau một lúc, cá sẽ mệt mỏi kiệt lực và không còn vùng vẫy nữa. Ta sẽ dễ dàng bắt nó. Thông thường là vậy. Chúng ta thực hành từ từ, tuần tự tiến hành và góp nhặt, gom chung lại những ý nghĩ rời rạc. Đó là đường lối quán niệm của chúng ta. Nếu không có kiến thức hay trình độ học hỏi nào về giáo lý thuần túy lý thuyết, chúng ta hãy quán niệm theo đúng với kinh nghiệm hàng ngày của chính mình. Hãy sử dụng kiến thức mà mình sẵn có, kiến thức thâu thập từ kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày. Đối với tâm, loại kiến thức này là thiên nhiên. Trên thực tế, dầu có nghiên cứu học hỏi cùng không, chúng ta vẫn có sẵn cái tâm hiện thực ngay tại nơi đây. Tâm là tâm, dầu ta có học hỏi nghiên cứu cùng không. Vì lẽ ấy, ta nói rằng, dầu Đức Phật có thị hiện trên thế gian cùng không, mọi sự vật vẫn là vậy. Mọi sự vật đã hiện hữu đúng theo bản chất thiên nhiên của nó. Hoàn cảnh thiên nhiên này không thay đổi, cũng không di chuyển đi nơi nào khác. Đường lối thiên nhiên chỉ là vậy. Điều này được gọi là sắc cha thamma, giáo pháp đúng với chân lý. Tuy nhiên, nếu không thông hiểu chánh pháp này, ta sẽ không thể nhận ra nó. Do đó chúng ta thực hành quán niệm đường lối này. Nếu không đặc biệt tinh thông kinh điển, ta hãy quán chiếu chính cái tâm của mình. Hãy nghiên cứu học hỏi và đọc nó. Chúng ta hãy thường xuyên và liên tục quán niệm, tự nói chuyện với mình. Ta sẽ thấu hiểu dần dần bản chất thiên nhiên của tâm. Kiên trì và tinh tấn. Chỉ đến lúc có thể dừng cái tâm lại khi chúng ta tiến đạt đến trạng thái vắng lặng, tâm vẫn còn y như trước. Vì lẽ ấy Đức Phật khuyên dạy, hãy tiếp tục hành thiền, hãy kiên trì thực hành. Có thể ta suy tư, nếu chưa biết thì làm sao thực hành? Chỉ đến khi ta có thể hành thiền một cách thích nghi, trí tuệ mới phát sanh. Do vậy hãy cứ tiếp tục thực hành. Nếu thường xuyên thực hành không chểnh mảng ngừng nghỉ, ta sẽ bắt đầu quán xét đến việc mình đang làm. Ta sẽ bắt đầu khảo sát pháp hành của chúng ta. Không có gì xảy diễn trong tức khắc. Do đó, lúc ban sơ ta sẽ không nhận thấy thành quả rõ rệt nào của công phu hành thiền. Đây cũng giống như thí dụ người muốn làm ra lửa, cọ xát vào nhau hay que củi. Anh tự nghĩ, người ta nói ở đây có lửa, và ra sức hăng hái cọ xát hai que củi. Anh cọ mạnh mẽ và tiếp tục cọ dữ dội không ngừng. Anh muốn có lửa, anh vẫn mong muốn có lửa, nhưng lửa không phát sanh. Anh thối chí, nản lòng và ngưng lại nghỉ một lúc. Rồi anh bắt đầu trở lại công việc cọ xát hai que củi đến mệt và ngừng nghỉ. Chẳng những anh mệt mỏi mà ngày càng nản chí và cuối cùng bỏ cuộc hoàn toàn. Ở đây không có lửa. Trong thực tế, anh có cố gắng làm việc nhưng không làm không đúng mức. Anh cọ xát hai que củi nhưng cọ không đến mức tạo đủ sức nóng khả dĩ làm cho lửa phát sanh. Lửa lúc nào cũng vẫn tiềm tàng hiện hữu ở đó, nhưng người kia không thực hiện công tác của mình đến nơi đến chốn. Cùng một loại kinh nghiệm này làm cho người hành thiền chán nản rồi quanh quẩn thay đổi phương pháp. Và cũng một loại kinh nghiệm tương tự xảy đến với chúng ta trong khi hành thiền. Nó xảy đến với mọi người cùng một thế ấy. Tại sao? Bởi vì chúng ta còn dính kẹt trong ô nhiễm.
Xưa kia Đức Phật cũng có ô nhiễm, nhưng đối với vấn đề này, Ngài có rất nhiều trí tuệ, Ngài sáng suốt vô cùng. Trong khi còn là phàm nhân, Đức Phật và chư vị A-la-hán cũng chỉ như chúng ta. Còn là người thế gian nên dĩ nhiên chúng ta còn suy tư lầm lạc. Do đó khi lòng ham muốn phát sanh, ta không nhận thấy, và khi lòng ham muốn không phát sanh, ta không nhận thấy. Đôi khi ta cảm nghe khuấy động và đôi khi hài lòng. Lúc không có ham muốn, ta mang máng nghe như có một loại hài lòng, nhưng cùng lúc cũng cảm nghe mơ hồ rối loạn. Khi tâm ham muốn phát sanh, có lẽ ta lại chứng nghiệm một loại hài lòng và mơ hồ rối loạn khác. Nó lẫn lộn pha trộn như thế. Hiểu biết mình và hiểu người khác. Đức Phật dạy ta quán niệm thân của mình, thân quán niệm xứ như tóc, lông, móng tay, móng chân, răng, da v.v. toàn khắp châu thân. Hãy thử nhìn. Chúng ta được dạy là phải trạch quán ngay nơi đây. Nếu không trông thấy rõ ràng các phần ấy trong thân mình, ắt ta không thể hiểu biết nó ở nơi người khác. Ta sẽ không thấy rõ ràng nơi người khác mà cũng không thấy ở ta. Tuy nhiên, nếu thật sự ta hiểu biết và nhìn thấy rõ ràng bản chất thiên nhiên của chính thân mình, thì mọi hoài nghi hay mọi điểm mơ hồ về người khác sẽ tan biến. Như vậy là bởi vì thân và tâm, sắc và danh của mọi người đều giống nhau. Không cần phải đi quanh đi quẩn để quan sát thân của tất cả mọi người trên thế gian, vì chúng ta biết rằng cơ thể của ai cũng giống như của mình, của mình cũng giống như bất luận của ai khác. Nếu có loại hiểu biết này, thì gánh nặng của chúng ta sẽ trở thành nhẹ. Nếu không hiểu, dầu ta có làm gì, gánh nặng sẽ càng ngày càng trĩu nặng hơn. Nếu muốn hiểu biết tất cả mọi người mà ta phải đi cùng khắp thế gian để quan sát, thì quả thật là khó, ta sẽ sớm nản lòng. Giới luật của chúng ta cũng dường thế ấy. Khi nhìn vào giới luật, ta thấy rất khó, phải giữ chừng ấy giới và từng giới một, phải nghiên cứu và học hỏi từng giới một, phải quán xét pháp hành của mình để giữ cho nó thích nghi với từng giới. Chỉ ngửi đến chừng ấy thôi, ô quả thật không thể được, bất khả hạnh. Chúng ta đọc và tìm hiểu ý nghĩa từng chữ của bao nhiêu giới luật, và nếu chỉ theo dõi suy tư của chúng ta khi học hỏi những từ ngữ ấy, chắc là ta sẽ quyết định rằng những giới luật ấy quả thật đã vượt qua khỏi tầm mức mà ta có thể hành. Ta không thể trang nghiêm thọ trì từng ấy giới luật. Bất luận ai có thái độ tương tự đối với giới luật sẽ cảm nghĩ nhiều giới quá không thể giữ hết. Kinh điển dạy ta phải tự quán chiếu, tìm hiểu thái độ của mình đối với mỗi giới và nghiêm túc hành trì tất cả từng giới một. Chúng ta phải thông suốt các giới và gìn giữ trong sạch tất cả. Điều này cũng giống như nói rằng muốn hiểu biết mỗi người, ta phải đi cùng khắp và quan sát tất cả mọi người. Đó là thái độ rất nặng, quá nặng nề. Và như vậy là vì ta chấp theo từ ngữ. Nếu chúng ta đọc những kinh sách về giới luật, thì đó là phương cách mà ta phải đọc từng chữ một. Vài đạo sư dạy như vậy, theo sát những gì kinh sách dạy, học theo lối này không thể hành. Đúng thật ra, nếu hành giáo lý như vậy, pháp hành của chúng ta sẽ không tiến triển chút nào. Trong thực tế, đức tin của ta sẽ tan biến. Niềm tin mà ta đặt vào con đường sẽ không còn, bởi vì chúng ta chưa hiểu biết. Khi trí tuệ phát sanh, chúng ta sẽ hiểu rằng mọi người trên khắp thế gian thật sự chỉ là một, tất cả đều cũng như chính ta chúng sanh này.
Như vậy ta tự quán chiếu, khảo sát sắc và danh của ta. Khi nhận thấy và hiểu biết bản chất thiên nhiên của danh và sắc nơi chính mình, ta sẽ nhận thức thân và tâm của tất cả mọi người. Và như vậy, bằng phương cách này, gánh nặng của pháp hành sẽ suy giảm. Đức Phật đã chỉ giáo và ta đã lãnh hội. Không ai có thể làm điều ấy cho ta. Khi học hỏi và thấu hiểu bản chất thiên nhiên của kiếp sinh tồn của mình, ta sẽ hiểu biết bản chất của tất cả mọi cuộc sống. Mọi người thật sự đều như nhau. Tất cả chúng ta chỉ mang một nhãn hiệu và là sản phẩm của một công ty. Chỉ cái dáng bề ngoài có đôi chút khác biệt nhau, chỉ thế thôi. Cũng như hai loại thuốc, bọt tai và trung chai, cả hai đều là thuốc an thần và chỉ có một loại công hiệu. Nhưng thuốc này gọi là bọt tai, còn thuốc kia là trung chai, thật sự không có gì khác biệt. Trong một trường hợp khác, Ngài A Chan dạy rằng nếu ta biết gìn giữ chính cái tâm của mình thì đó là nghiêm chỉnh trì giới. Quý sư sẽ thấy rằng lối nhìn vào sự vật như vậy ngày càng trở nên dễ dàng hơn khi ta dần dần tập hợp chung lại. Ta gọi đó là dò dẫm đường lối, và đó là phương cách mà ta bắt đầu pháp hành. Ta sẽ trở thành quen thuộc và tinh thông hơn. Chúng ta tiếp tục làm như vậy cho đến khi nhận thức, và khi sự nhận thức này phát sanh, ta sẽ trông thấy rõ ràng thực tại. Lý thuyết và thực hành. Vậy, hãy tiếp tục thực hành cho đến khi nhận thức rõ ràng thực tại. Sau một thời gian dài hay ngắn tùy khả năng và khuynh hướng riêng của ta, một loại kiến thức mới sẽ phát sanh. Kiến thức này được gọi là trạch pháp, thẩm ma vichaya, quán chiếu và phân biệt rành mạch giáo pháp. Và đây là đường lối mà thất giác chi khởi sanh trong tâm. Bồ chành gia thất giác chi là bảy yếu tố của sự giác ngộ. Trạch pháp là một trong bảy yếu tố ấy. Sáu chi còn lại là niệm, tấn, lạc, an định và xả. Nếu có học về thất giác chi, ắt ta hiểu những gì kinh sách dạy, nhưng vẫn không thực sự thấy thất giác chi. Thất giác chi thật sự chỉ phát sanh trong tâm. Do đó Đức Phật ban truyền cho chúng ta những lời dạy khác nhau. Tất cả các bậc toàn giác đều giáo truyền con đường để vượt thoát ra khỏi khổ đau. Và giáo huấn của các ngài được lưu truyền đến nay là giáo huấn có tính cách lý thuyết. Lý thuyết này vốn phát nguyên từ pháp hành, nhưng rồi trở thành những lời dạy suông có tính cách từ chương, hay chỉ là những ngôn từ, những chữ được ghi chép trong kinh sách. Thất giác chi thật sự đã tan biến, bởi vì ta không nhận thức nó bên trong chúng ta. Chúng ta không thấy nó trong tâm mình. Nếu vạn nhất có phát sanh, nó sẽ phát sanh từ công phu thực hành. Nếu nó phát sanh từ pháp hành thì đó là những yếu tố của giáo pháp dẫn đến giác ngộ, và đó là những chỉ dẫn cho thấy rằng đường lối thực hành của ta là đúng. Nếu hành không đúng, nó sẽ không khởi phát. Nếu thực hành đúng, chúng ta sẽ thấy giáo pháp. Vậy hãy tiếp tục thực hành, dò dẫm dần dần con đường và tiếp tục quán trạch. Không nên nghĩ rằng điều mà chúng ta đang mong tìm có thể ở đâu khác hơn là ngay tại đây. Một trong mấy đệ tử đầu tiên của sư đã theo học lớp Pali tại một ngôi chùa có trường học. Trước khi đến đây, ở trường vị sư ấy không thành công nên đến đây thử học phương pháp này. Vị sư ấy đến đây tại Wat Pat Bon này với ý định học pháp môn hành thiện nhằm phát triển khả năng phiên dịch Pali.
vị ấy có một loại nhận thức về thiền như thế ấy, rồi sư giảng cho vị ấy về phương pháp của chúng ta. Vị ấy hiểu sai hoàn toàn, nghĩ rằng đây là vấn đề chỉ ngồi lại hành thiền rồi tự nhiên thấy rõ ràng mọi sự vật. Nói đến kiến thức về giáo pháp thì cả hai, nhà sư có pháp học và vị có pháp hành, đều dùng những từ ngữ như nhau. Tuy nhiên, kiến thức thâu thập được do pháp học và kiến thức do pháp hành không giống hệt như nhau. Hai kiến thức này có thể hình như là một, nhưng trong đó có một là thâm diệu hơn, sâu sắc hơn cái kia. Loại kiến thức phát xuất từ pháp hành dẫn đến trạng thái quy hàng, từ bỏ. Cho đến khi có sự quy hàng trọn vẹn, chúng ta vẫn kiên trì, nhẫn nại gia công quán niệm. Nếu có tham hay sân, hoặc có tâm ưa thích khởi sanh, chúng ta không hờ hững, lờ hẳn không màng biết đến nó. Chúng ta không gác bỏ qua một bên, mà giữ nó lại và quán trạch, xem từ đâu nó đến và đến bằng cách nào. Nếu trạng thái này đã có sẵn trong tâm, ta hãy quán chiếu, xem nó hoạt động chống ta như thế nào. Chúng ta nhìn nó tận tường và hiểu biết những khó khăn mà chính mình đã tự tạo cho mình vì lầm lạc, tin tưởng và đi theo nó. Loại hiểu biết này không thể tìm ở đâu khác hơn là trong cái tâm thanh tịnh của ta. Cũng vì lẽ ấy mà người có pháp học và người có pháp hành hiểu lầm nhau. Thông thường những vị chú trọng riêng biệt về pháp học nói: các nhà sư đặc biệt chuyên về pháp môn hành thiền chỉ có những ý kiến riêng tư, họ không nắm vững căn bản giáo lý. Trong thực tế cả hai, pháp học và pháp hành chỉ là một. Nếu nghĩ đến vấn đề này như ta nghĩ đến bề mặt và bề trái của bàn tay, ắt không khỏi nhầm lẫn. Nếu lật ngửa bàn tay, ta thấy hình như bề lưng biến đâu mất. Đúng ra thì bề lưng bàn tay không biến tan đâu mất, mà chỉ bị che giấu phía dưới. Nói rằng không thấy nó không có nghĩa là nó biến mất, mà chỉ có nghĩa là nó bị che khuất đâu phía dưới. Đến lúc lật úp bàn tay trở xuống thì không thấy lòng bàn tay. Cũng không phải lòng bàn tay biến mất, mà nó chỉ bị che giấu phía dưới. Phải ghi nhớ nằm lòng điểm này khi nghĩ đến pháp hành. Nếu nghĩ rằng nó đã biến mất, ta gạt bỏ qua một bên để đi học, hy vọng sẽ thu hoạch thành quả tốt đẹp. Tuy nhiên dù có học giáo pháp nhiều đến đâu, ta vẫn không thông suốt vì không hiểu biết chân lý. Nếu ta thông hiểu bản chất thực sự của giáo pháp, nó sẽ trở thành sự buông bỏ. Đó là quy hàng, từ khước, dứt bỏ luyến ái, thụ, không còn đeo níu gì. Hoặc có còn bám níu đi nữa, nó cũng ngày càng suy giảm. Đó là sự khác biệt giữa pháp học và pháp hành. Khi nói về pháp học, ta có thể hiểu pháp này như sau: mắt của chúng ta là đề tài để học, tai của chúng ta là đề tài để học, tất cả là đề tài để học. Ta có thể hiểu hình sắc là thế này thế kia, nhưng ta vẫn bám níu vào hình sắc và không biết con đường để thoát ra khỏi sắc. Ta có thể phân biệt âm thanh, nhưng vẫn còn vương víu trong thinh. Hình sắc, âm thanh, hương vị, những cảm giác của thân và những cảm tưởng, tất cả đều là cạm bẫy, những cái lưới để sập bắt tất cả chúng sanh. Quán trạch, tức quán chiếu và phân biệt sự vật, là phương cách thực hành giáo pháp của chúng ta. Khi có cảm thọ phát khởi, ta dùng trí hiểu biết để nhận thức. Nếu thông suốt pháp học, ta sẽ lập tức hướng tâm về cảm thọ ấy và trông thấy điều này hay điều nọ phát sanh như thế nào, rồi trở thành cái gì khác, vân vân.
nếu không học giáo lý theo đường lối này, ta chỉ còn trạng thái thiên nhiên của tâm để làm công cụ khảo sát. Đó là giáo pháp của ta. Nếu có đủ trí tuệ, ta sẽ có thể quán chiếu trạng thái tâm thiên nhiên này của chúng ta và dùng nó làm đề tài để học. Đúng y là một. Cái tâm thiên nhiên của ta là giáo lý. Đức Phật dạy hãy nắm lấy bất luận tư tưởng hay cảm thọ nào phát khởi vào quán trạch. Hãy dùng thực tại của cái tâm thiên nhiên của chúng ta làm pháp học. Chúng ta nương tựa vào thực tại ấy. Thiền minh sát. Nếu đức tin của ta vững mạnh, thì dầu có học giáo lý cùng không, điều ấy không quan trọng. Nếu cái tâm thành tín của ta dẫn chúng ta đến trạng thái phát triển pháp hành, dẫn đến tinh tấn, chuyên cần và kiên trì nhẫn nại, thì pháp học không còn thiết yếu. Lấy chánh niệm làm nền tảng cho pháp hành, chúng ta luôn luôn chú niệm trong bốn quay nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Có chánh niệm ắt có trạng thái hiểu biết rõ ràng phát sanh cùng lúc. Sự hiểu biết rõ ràng có thể phát sanh nhanh chóng đến độ ta không thể phân biệt tách rời khỏi niệm. Nhưng có chánh niệm là có hiểu biết rõ ràng. Khi tâm vững chắc không lai chuyển thì chánh niệm phát sanh nhanh chóng dễ dàng, và trí tuệ cũng phát sanh. Mặc dầu vậy, đôi khi trí tuệ không đủ năng lực hoặc không phát sanh đúng lúc. Chánh niệm và hiểu biết rõ ràng mà thiếu trí tuệ ắt không đủ khả năng kiểm soát tình hình. Thông thường có chánh niệm và hiểu biết rõ ràng làm nền tảng thì trí tuệ phát sanh để hỗ trợ. Nhưng dù sao phải kiên trì gia công khai triển trí tuệ bằng pháp hành thiện minh sát. Như vậy có nghĩa là bất cứ gì phát sanh trong tâm cũng có thể là đối tượng của sự chú niệm và hiểu biết rõ ràng. Nhưng ta phải nhìn sự vật hộp đúng theo ba đặc tướng anicca, dukkha, anatta. Anicca, vô thường là căn bản. Dukkha, khổ, hàm xúc, đặc tính bất tội nguyện. Anatta, vô ngã. Nói lên rằng không có một tự ngã, không có một thực thể cá biệt đơn thuần. Ta thấy rằng nó chỉ giản dị là một cảm giác phát sanh, không phải tự ngã, không có thực chất, và rồi tự nó sẽ biến tan. Chỉ có thế. Người còn mê hoặc, người không có trí tuệ sẽ bỏ lỡ cơ hội. Người ấy không thể sử dụng hoàn cảnh để tạo lợi ích cho mình. Nếu trí tuệ hiện hữu ắt có chánh niệm và hiểu biết rõ ràng ngay tại đây cùng với trí tuệ. Tuy nhiên vào thời kỳ ban sơ này, trí tuệ không sâu sắc toàn hảo. Vì lẽ ấy, niệm và hiểu biết rõ ràng không hội đủ khả năng để chụp bắt tất cả mọi đối tượng làm đề tài. Nhưng trí tuệ vẫn có sẵn đó để hỗ trợ. Trí tuệ sẽ nhận thấy đặc tính của chánh niệm là thế nào và loại cảm giác phát sanh là gì. Hoặc nữa trí tuệ sẽ nhận thấy một cách tổng quát bất cứ chánh niệm hay cảm giác nào hiện hữu. Đó là tất cả giáo pháp. Đức Phật dùng thiền minh sát làm căn bản. Ngài thấy rằng cả hai tâm chú niệm và sự hay biết rõ ràng ấy đều không chắc chắn vững bền và ổn định. Bất cứ gì bất ổn định mà ta muốn nó ổn định đều là nguyên nhân làm cho ta đau khổ. Chúng ta muốn sự vật phải như thế nào, vừa theo ý mình, nhưng phải đau khổ vì sự vật không phải vậy. Đó là ảnh hưởng của tâm ô nhiễm, tâm kém trí tuệ. Trong khi thực hành, chúng ta có khuynh hướng bị dính mắc trong trạng thái muốn cho sự vật dễ dàng vừa theo ý mình. Không cần phải đi đâu xa để nhận thức điểm này. Chỉ qua nhìn trở lại vào thân này, nó có thật sự giống như ta muốn không? Lúc thì
ta muốn nói như thế này, lúc kế đó ta lại muốn nói như thế kia. Nhưng nó có thực sự như ý ta muốn không? Bản chất của thân và tâm đúng là vậy. Đó chỉ giản dị là đường lối của nó. Điểm này trong pháp hành của ta có thể bị sai lầm. Thông thường ta vứt bỏ đi những gì mình cảm nghe không thích. Bất luận gì không vừa lòng là ta loại bỏ. Chúng ta không chịu dừng chân lại để suy gẫm, xem đường lối mà ta thích hay không thích sự vật có thật sự hợp tình hợp lý không. Ta chỉ nghĩ rằng những gì mà ta cho rằng không vừa ý, phải là sai quấy, và những gì ta vừa lòng phải là đúng. Chính tại nơi đây mà ái dục khởi sanh. Khi chúng ta tiếp nhận ngoại cảnh xuyên qua tai mắt mũi lưỡi thân hay ý, ắt có cảm giác ưa thích hay không ưa thích phát khởi. Điều này cho thấy rằng tâm còn chưa chấp đầy luyến ái. Do đó Đức Phật truyền dạy giáo huấn vô thượng. Ngài dạy chúng ta quán chiếu sự vật. Nếu bám níu dính mắc vào cái gì không thường còn mà luôn luôn biến đổi thì lẽ dĩ nhiên phải chịu đau khổ. Không có lý do để ta muốn sự vật phải như thế nào tùy hợp sở thích hay tùy theo ý không thích của mình. Không thể làm cho sự vật phải là vậy. Chúng ta không có quyền năng hay loại quyền quy để làm vậy. Dầu ta muốn như thế nào, mọi sự vật đã có sẵn con đường thiên nhiên của nó. Ham muốn như thế ấy không phải là đường lối dẫn thoát ra khỏi đau khổ. Đến đây, chúng ta nhận thấy rằng tâm si mê hiểu biết theo một đường và tâm không bị mê hoặc hiểu theo một lối khác. Khi tâm sáng suốt minh mẫn tiếp nhận một cảm giác thì liền thấy rằng đó là cái gì không nên bám níu, cái gì không nên tự mình đồng hóa với nó. Chính điểm này cho thấy rằng tâm có trí tuệ. Nếu không, trí tuệ chúng ta chỉ đi theo trạng thái cuồng dại của mình. Sự cuồng dại này là không nhận thấy vô thường, khổ, vô ngã. Những gì ưa thích ta xem là tốt đẹp và chân chánh. Điều không hợp ý ta xem là không tốt. Chúng ta không thể đạt đến giáo pháp bằng lối này. Trí tuệ không thể phát sanh. Không thấy rõ điểm này, ắt trí tuệ không thể phát sanh. Đức Phật cũng cố vững chắc pháp hành thiện minh sát và dùng pháp này để quán trạch tất cả những cảm tưởng khác nhau. Bất luận gì phát sanh đến tâm, Ngài quán trạch như sau: dầu ta có ưa thích nó như thế nào, nó vẫn bấp bênh bất ổn định, không chắc chắn. Nó là đau khổ vì không ngừng phát sanh và hoại diệt, không chịu ảnh hưởng của tâm mình. Tất cả những sự vật ấy không phải là một chúng sanh, một tự ngã, không phải là của ta. Đức Phật dạy ta chỉ xem nó là vậy, nó như thế nào xem như thế ấy. Đó là nguyên tắc mà ta phải giữ vững trong khi hành thiện. Bây giờ chúng ta thấu hiểu rằng ta không thể buồn vui theo ý muốn. Vui hay buồn chỉ phát sanh đến ta. Đôi khi có lợi cho ta lắm lúc không. Không thấu hiểu đúng những trạng thái vui buồn, ắt chúng ta không nhận định chân chánh. Chúng ta sẽ chạy theo ái dục, chạy đi xa để theo đuổi những tham vọng của mình. Đôi khi ta cảm nghe hạnh phúc, lắm lúc buồn khổ, nhưng đó là tự nhiên. Có lúc ta cảm nghe vừa lòng, khi khác thì phật ý. Cái gì thích ta cho là tốt, điều gì không thích ta nói là xấu. Bằng cách làm như vậy, ta tách rời xa dần giáo pháp. Trong trường hợp này, ta không thấu hiểu hoặc không nhận thấy giáo pháp, và do đó chúng ta mù mờ rối loạn. Tham vọng tăng trưởng bởi vì lúc bấy giờ tâm không còn gì khác hơn là si mê.
đó là đường lối mà chúng ta bàn thảo đến tâm. Không cần phải đi đâu xa lìa khỏi ta để tìm hiểu, chỉ nhìn những trạng thái tâm vô thường của mình, chúng ta thấy rằng nó là bất toại nguyện và không phải là một tự ngã trường tồn bất biến. Nếu phát triển pháp hành theo chiều hướng này thì đó là thực hành thiền minh sát. Chúng ta nói rằng đó là nhận thức những gì xảy diễn trong tâm, và chúng ta khai triển trí tuệ bằng cách này.